xin chào bạn trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách chuyển file PDF sang Excel cực kỳ nhanh chóng giả sử như ở đây tôi có một file PDF bây giờ tôi sẽ mở cái file PDF này lên đó bây giờ tôi muốn là chuyển toàn bộ bản dữ liệu có trong file PDF này sang Excel thì tôi sẽ làm như sau đầu tiên á tôi sẽ mở Facebook lên tiếp theo vào tab file chọn vào Open. Sau đó ở đây tôi sẽ chọn vào Browser. Tiếp theo tôi sẽ chọn vào file PDF mà tôi muốn chuyển qua Excel này. Và bây giờ tôi sẽ chọn vào, bấm vào Open. Thì lúc này á, nó sẽ xuất hiện thông báo thế này. Bây giờ tôi sẽ chọn vào OK. Đó như vậy là tôi vừa mở file PDF bằng Word. Rồi tiếp theo ở đây tôi sẽ tiến hành là chọn thành bộ bảng dữ liệu. bằng cách là tôi sẽ chọn vào dấu cộng nằm phía trên với góc bên tay trái này. Chọn vào. À, lúc này á, tôi đã quét chọn toàn bộ bảng dữ liệu. sau đó ở đây tôi sẽ bấm phải chuột chọn vào copy. rồi tiếp theo tôi sẽ mở Excel lên. sau đó ở đây tôi sẽ tiến hành là chọn vào ô đầu tiên này, vào tab Home, chọn vào Paste. tiếp theo ở đây tôi sẽ chọn một là Keep Source Formatting. đó, như vậy là tôi vừa dán bảng dữ liệu từ Word sang Excel. Sau đó ở đây tôi sẽ tiến hành là chọn vào cột thứ hai này Giữ phím Shift Chọn vào cột cuối cùng Tiếp theo ở đây tôi sẽ tiến hành là Chỉnh kích thước Của các cột Đó thấy không Lúc này tôi đã chuyển bản dữ liệu qua Excel Nếu mà nó lớn quá Thì các bạn chúng ta sẽ chỉnh nhỏ lại nha Đó rồi sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ quét chọn toàn bộ bảng dữ liệu này vào tab form chọn vào công cụ border chọn vào on border đó ở đây nó xuất hiện đường kẻ các bạn quét chọn vào nó này bấm phải chuột chọn vào format cell tiếp theo chọn vào tab border ở đây tôi sẽ bỏ đường kẻ này đi đó. Thì ở đây á nó khác đại dạng một xíu nha các bạn chúng ta sẽ chỉnh lại một xíu cho nó đẹp. Đó, các bạn thấy không? lúc này á, tôi đã chuyển được bản dữ liệu từ pdf sang excel. còn ở đây á, nó khác một xíu thì tôi sẽ chỉnh lại cho nó giống nha. rồi tôi sẽ nhập lại. đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách chuyển file pdf sang excel cực kỳ nhanh. nếu thấy video hay hữu ích thì bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn theo